Xin chào các bạn đến với lớp học Photoshop Online. Tôi tên là Quốc Việt. Tôi sẽ cùng các bạn như những người bạn đam mê Photoshop cùng nhau thảo luận sâu về Photoshop. Thì chúng ta sẽ cùng nhau học hỏi lẫn nhau ha. Thì tôi cũng xin chào các bạn đến với lớp học Photoshop Online của tôi là trên kênh YouTube. Thì như các bạn cũng đã biết, Photoshop chúng ta là được ví như là một phù thủy. Vì vậy, lớp học của chúng ta sẽ có tên là phù thủy Photoshop các bạn ha. Vậy, chúng ta sẽ cùng nhau mổ xẻ cái ông phù thủy này để xem ông có những phép màu như thế nào mà chúng ta lại rất thích xài Photoshop. Rồi, Photoshop là một phần mềm dành cho thiết kế. Photoshop là một shop trưng bày nhiều công cụ dành cho hình ảnh. Ngoài những thao tác xử lý cơ bản thì chúng ta có những điều kỳ diệu khác. Ví dụ, bạn có thể trở thành một hot boy hoặc là hot girl lung linh, lộng lẫy và lồng lộn. Bạn có thể già thêm hoặc là trẻ ra cả chục tuổi. Bạn có thể nằm chễm chệ trên bãi biển Hawaii thay vì hình gốc của chúng ta là chúng ta đang nằm trên bãi biển Cần Giờ ha. Nói chung là vân vân và vân vân, rất nhiều chức năng hay. Tóm lại, Photoshop là một phần mềm kỳ diệu đáp ứng nhu cầu cho mọi người, mọi ngành. Chúng ta có thể ứng dụng Photoshop thiết kế logo thay vì dùng Corel hoặc là AI. Chúng ta có thể dùng Photoshop để thiết kế web để cho web chúng ta lung linh hơn. Hoặc là dùng thiết kế cho các banner quảng cáo hoặc là các brochure ha, các tờ bướm mà chúng ta hay thấy là phát đầy ở những ngã tư ha, thì chúng ta có thể dùng Photoshop để thiết kế những tờ brochure đó. Thì ở tập đầu tiên của chúng ta thì chúng ta chưa có làm thực hành các bạn ha. Chúng ta sẽ đi sâu vào những cái chức năng cơ bản của Photoshop. Thì cái chương trình demo của tôi hôm nay tôi sẽ dùng Photoshop CS6 ha. Ở đây chúng ta không bắt buộc là dùng CS máy là tốt nhất, tại vì các phiên bản CS đều như nhau. Chỉ có ví dụ như CS6 thì chúng ta sẽ có thêm một số chức năng khác. Ví dụ như máy các bạn có hình thấp, các bạn có thể sử dụng CS3 là cũng là tuyệt vời rồi ha. Không nhất thiết phải dùng CS6. Rồi, giờ tôi xin giới thiệu các bạn cái công cụ Photoshop ha. Thì đầu tiên chúng ta sẽ đi sơ lược về cái công cụ ở bên tay trái của chúng ta nè. Ha. Rồi đầu tiên tôi sẽ nói với các bạn là cách mở file như thế nào. Chúng ta sẽ open file đây ha, Ctrl O đó, chúng ta sẽ mở một hình ảnh ví dụ nào lên ha. Công cụ đầu tiên của chúng ta là công cụ Move Tool, phím tắt là phím V. Khi bạn rơi vào các bạn thấy tên của nó hiện ra là Move Tool ha. Rồi move tool là gì? Để là chúng ta thể di chuyển thôi, move là di chuyển ha bạn ha. Rồi công cụ tiếp theo của chúng ta là cái gì? Rectangular Smart Tool ha. Công cụ này là cái chức năng là vùng chọn các bạn ha. Ở đây chúng ta sẽ có một cụ vùng chọn, chúng ta sẽ có bốn cái vùng chọn: hình vuông ha, hình vuông, hình chữ nhật với lại góc vuông các bạn ha. Công cụ góc vuông. Ở đây công cụ hình ellipse ha. Khi các bạn chọn thì nó có những công cụ vùng ellipse. Tiếp theo là công cụ đường đơn các bạn ha. Thì chúng ta sẽ, các bạn thấy ở đây nè, chúng ta sẽ chọn thử, các bạn click vào nó sẽ có một đường nhỏ ha. Đây là công cụ nằm ngang ha, công cụ đường đơn dọc. Khi chúng ta click vào chúng ta sẽ thấy cái vùng chọn dọc nhỏ thôi. Thì chức năng của nó làm gì thì chúng ta sẽ bàn sau. Các bạn đừng nghĩ là cái này không có chức năng gì quá ha, nó sẽ có rất nhiều chức năng rất là hiệu quả. Thì ở đây công cụ của chúng ta là có gì? Hình vuông cạnh ha, góc cạnh vuông, rồi góc cạnh ellipse. Rồi chúng ta lại muốn chọn vùng chọn tự do thì sao? Thì chúng ta sẽ tiếp tục với công cụ phía dưới. Còn ha. Gọi là lasso tool. Khi bạn lít chuột vào đó bạn ha, các bạn sẽ đè vào để chở những cái công cụ phụ thêm là đè vào ha, đè vào tam giác hoặc là lít chuột phải lên cũng được ha, tùy phiên bản các bạn ha.
các bạn cứ click vào tam giác ha. Đầu tiên chúng ta sẽ là lasso tool. Đây công cụ gì ha, các bạn sẽ vẽ vùng tròn tự do ha, muốn vẽ thì cũng được, trái tim hình tròn hình vuông thì cũng được các bạn ha, các bạn thoải mái vẽ ha. Công cụ chọn tự do tiếp theo là này cái gì đó bạn, polytool nè, chúng ta sẽ làm gì à, thì ra là nó cho mình vẽ công cụ nhưng mà với nét đứt các bạn ha, với nét, với đường nét không có tự do nhưng mà với cái đường nét quy định ha bạn ha. Bạn nhớ là chọn cái gì, điểm đầu với điểm cuối để chúng ta được vùng tròn ha. Khi bỏ vùng tròn các bạn nhớ là giữ phím Ctrl D ha, Ctrl G để bỏ vùng tròn. Rồi ở dưới đây là cái gì các bạn, cái hình 500, thì khi mà chúng ta nhìn cái hình 500 là chúng ta có thể liên tưởng được là gì các bạn, những cục 500 nó sẽ hít vào ha, và hít vào đối tượng đó, ví dụ như tôi rơi vào miếng bánh này nè, bạn sẽ thấy là cái gì, nó sẽ rê và nó hít theo cái đường biên của miếng bánh của chúng ta ha. Thì các bạn nhớ chọn là điểm đầu với điểm cuối để chúng ta sẽ được vùng tròn các bạn ha. Này điểm đầu và điểm cuối ta nối với nhau, khi nối nhau chúng ta sẽ được vùng tròn. Rồi công cụ phía dưới các bạn ha, Width Selection Tool. Ở đây nó sẽ có hai công cụ phụ bên trong là Width Selection Tool, là những cái vùng chọn chúng ta sẽ chọn nhanh, width là nhanh đúng không các bạn ha. Nhưng mà ví dụ mình chọn cái bánh này đi đó, chúng ta sẽ click vào ha, có vẻ nó đơn giản và nó nhanh hơn cái khi mình dùng cái 500 này đúng không các bạn. Nhưng mọi cái chức năng của nó là nó có chức năng riêng, chúng ta sẽ không so sánh với nhau ha. Rồi tiếp theo là Magic One Tool, cũng là vùng chọn nhưng mà nó dạng cái gì các bạn, các bạn thấy giống như là cái đũa phép ha, đó cũng chọn vùng tròn tự do nhưng mà nó sẽ lấy những điểm đồng màu đó ha. Ví dụ như khi tôi rê vào cái miếng phô mai này nè, thì các bạn thấy những cái vùng phô mai lân cận nó sẽ lan ra ha, đó những vùng xanh đậm nó sẽ chọn những vùng xanh đậm ha. Khi các bạn lít vào những công cụ bạn quan sát ở trên thanh, ở trên đây nó sẽ có một số cái ha để chúng ta xem. Rồi chúng ta sẽ đi sâu vào các bài tập thực hành sau ha. Tiếp theo chúng ta sẽ có công cụ cắt. Rồi chúng ta sẽ tìm hiểu với công cụ cắt ha. Ở trên đây là cái phần để chúng ta gõ vào thông số. Lưu ý chúng ta sẽ có là pixel hoặc là cm tùy theo các bạn thiết kế. Ví dụ các bạn thiết kế những cái hình ảnh cần in ấn ha, hoặc là phóng to để có chất lượng hơn, chúng ta sẽ dùng là cm các bạn ha. Còn khi nào chúng ta dùng pixel là khi chúng ta thiết kế những sản phẩm dành cho web, những cái tờ brochure nho nhỏ ha, thì chúng ta có thể dùng pixel. À, nhưng mà tốt nhất những tờ brochure chúng ta vẫn dùng là cm ha, chỉ có web, những hình ảnh trên mạng thì chúng ta sẽ dùng pixel ha, đa số thì chúng ta sẽ dùng cm ha. Brochure khi chúng ta in ấn ra chúng ta phải dùng là cm. Rồi công cụ cắt chúng ta sẽ dùng như thế nào, ví dụ như tôi muốn cắt cái hình này ra là 10 15 ha, thì chúng ta sẽ gõ vào 10 cm, 15 cm ha, chúng ta sẽ enter. Thì khi chúng ta gõ xong các bạn sẽ thấy là công vùng chọn của mình nằm đây. Chúng ta sẽ muốn cắt phần ở giữa tấm hình này đi, nó sẽ enter. Thì chúng ta vừa cắt xong cái hình ảnh của chúng ta với kích thước là 10 15 cm ha. Rồi tiếp theo công cụ phía dưới là công cụ ha, Adobe Tool. Công cụ này cũng như là công cụ hút máu các bạn, à, hút màu các bạn ha. Ví dụ như chúng ta sẽ quan sát cái màu đen ở đây, chúng ta sẽ rê vào cái chung màu đỏ thì ta lướt vào thì màu chúng ta sẽ là màu đỏ ha. Đó. Công cụ hút màu, ví dụ như hồi xưa mình học hóa học các bạn ha, thì chúng ta sẽ có những cái ống hút đó,
Để hút hóa chất thì ở đây chúng ta sẽ là hút màu ha. Rồi công cụ bên dưới của chúng ta ha, Spot Helix Redstone. Công cụ này là gì? Khi lít về chúng ta sẽ có những công cụ con ha. Ví dụ như Red Eye là chúng ta khi chụp hình ban đêm mắt của chúng ta sẽ bị đỏ ha. Thì chúng ta sẽ thử luôn ha. Bây giờ chúng ta sẽ mở thử một cái hình mắt màu đỏ. Khi bạn muốn mở cái file hình ra thì chúng ta sẽ kéo vào ha, kéo vào chương trình Photoshop của chúng ta. Chúng ta sẽ rê dấu cộng bên đây, các bạn thấy dấu cộng bên hông này không? Chúng ta sẽ buông tay ra thì nó sẽ mở cho mình cái file mới, hoặc là Ctrl Open ha, Ctrl O để mở hình mới ra. Thì ở đây chúng ta sẽ thấy công cụ của chúng ta là Red Eye nè, các bạn thấy không? Em bé này có vẻ rất là tội nghiệp khi đôi mắt bị đỏ, thì chúng ta sẽ chọn vào cái vùng đỏ của đôi mắt em bé, lít vào ha, thì mắt của em bé sẽ đen. Công cụ khử đỏ cho con mắt ha. Rồi những công cụ này chúng ta sẽ để dành ha, để dành cho cái phần làm mịn da, làm che mụn ha. Ở thanh công cụ chúng ta sẽ có hai cái, một là Spot Healing Brush, hai là Clone Stamp Tool. Đây là hai công cụ chúng ta sẽ dành cho cái bài tập về làm mịn da ha, xử lý da. Da bạn có mụn hoặc là mụn ruồi nhiều quá, khi post lên Facebook chúng ta rất là ngại và ít like, thì chúng ta sẽ dùng những công cụ này để tăng tăng like cho Facebook của chúng ta ha, rất là đơn giản. Rồi chúng ta sẽ tiếp tục một cái công cụ tiếp theo ha, đó chính là công cụ Brush. Brush là gì các bạn? Là cây cọ ha. Chức năng của nó là vẽ tự do, giống như là một họa sĩ các bạn ha. Chúng ta sẽ có một bài tập về brush riêng, tập thực hành brush riêng ha. Thì chúng ta sẽ thử tìm hiểu brush nè. Ở đây nó sẽ có một số dạng cọ ha. Size của nó là ở đây. Mình sẽ ra ngoài thấy ha, đó. Khi nào chúng ta thấy phù hợp thì chúng ta sẽ chọn cái kích thước size cho phù hợp ha. Ở đây sẽ có cọ mềm ha, cọ cứng. Cọ mềm là sao? Bây giờ chúng ta sẽ vẽ thử ha. Bạn thấy sao? Bạn nó sẽ cái biên đường vẽ của chúng ta nó sẽ mờ ha, nó sẽ nhòe nhòe cái biên ha. Cọ cứng là sao? Chúng ta sẽ vẽ thử. Đây. Cái đường nét của nó rất là bén ha. Khác ở chỗ nào? Cái phần độ cứng hardness là 100%, còn cọ mềm của chúng ta là 0%. Chúng ta có thể hiệu chỉnh ha bạn ha. Rồi ngoài ra chúng ta sẽ có một số cọ, ví dụ như cọ cỏ ha, chúng ta sẽ thêm vào một số cỏ ha. Ngoài ra một số cỏ cho sẵn ha, đó chiếc lá quá đẹp các bạn ha. Tôi đang dùng cái History. History là gì các bạn? Đây là một công cụ, nó sẽ lưu những cái bước mình làm ha. Chúng ta sẽ trở về ảnh góc, chúng ta chọn trên đây. Rồi tiếp theo của chúng ta có công cụ là cục gơm ha. Gơm thì chúng ta dùng để làm gì các bạn? Dùng để chùi, để xóa ha. Chúng ta sẽ nói tới những phần sau. Tiếp theo là công cụ Gradient Tool. Gradient Tool là cái gì? Là chúng ta sẽ tô màu chuyển sắc. Rồi ở đây nó sẽ có thêm là Paint Bucket Tool. Bạn thấy rõ ràng là chúng ta sẽ tô hết ha. Nó như là một cái hũ sơn. Khi chúng ta chọn thì nó sẽ tạt hết tấm hình màu đó luôn. Rồi Gradient Tool thì ở trên đây thanh công cụ nó lại có thêm một số cái để chúng ta bàn cãi ha. Ví dụ như bảy sắc cầu vồng ha. Ở đây chúng ta quan sát nó sẽ có hai màu đó các bạn ha, dùng để tô màu chuyển sắc á.
Ở đây là foreground và màu trắng ở dưới là màu background. Màu tím là màu foreground, màu dưới là màu background ha. Ở đây nó sẽ